Từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 5 tới đây, tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang sẽ diễn ra tranh tài bộ môn cầu lông SEA Games 31. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho việc phục vụ thi đấu tại đây đã cơ bản hoàn thành. Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang có sức chứa khoảng 4.500 chỗ ngồi. Với sự chuẩn bị tích cực, việc lắp đặt 4 sân thi đấu cùng hệ thống ánh sáng đạt chuẩn quốc tế đã được hoàn thành. Bên cạnh đó, theo yêu cầu của ban tổ chức, 15 phòng chức năng như phòng giám sát quốc tế, phòng trọng tài, phòng họp báo, phòng y tế, phòng tác nghiệp cho phóng viên nhà báo đã được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo cho việc tiến hành thi đấu. Cùng với đó, việc chỉnh trang, tu sửa các công trình hạng mục xung quanh nhà thi đấu đã được hoàn thành, đảm bảo cảnh quan môi trường. Hệ thống pano, biểu tượng SEA Games 31 đã được trang trí xung quanh nhà thi đấu, qua đó tạo ấn tượng cho các vận động viên và du khách trong và ngoài nước khi đến với nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang. Cho đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho việc thi đấu bộ môn cầu lông SEA Games 31 tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang đã cơ bản hoàn thành theo đúng yêu cầu của ban tổ chức.